Đây là đặc sản của miền Tây, chuột đồng. Đây là món này là khi người ta cắt tay làm sơ chế thôi. Cái này mình ướp. Cắt rồi, lóc da hết rồi. Lóc da hết rồi. Cái này mình sau khi người ta làm sơ chế mình sẽ ướp. Và báo đó. Đấy, đây là thịt chuột các bạn nhé, thịt chuột này. Đây, thịt chuột. Này mới vừa làm luôn mà, mới vừa làm cách đây vài tiếng. Đây là chuột. Đây. Đây là chuột đồng ở đây. Đây chuột đồng. Nguồn gốc ở đây. Nguồn gốc ở chuột đồng đa phần ở miền Tây, chỗ gần Long An. Dính báo rồi, cái này rửa ra. Chuột này là 1kg bao tiền thầy? 1kg giá cao đỉnh điểm là 80-90. Hiện tại giá hạ này chỉ còn 65.000 ký thôi. Thì khi này là mình ướp tiêu, muối, xả, bột ngọt rồi. Sau đó mình đem lập có thể là mình chiên để ăn. Chiên ăn rất là giòn, ngon với ăn với cơm được. Đặc biệt có thể làm món nhậu rất là bá cháy. Món nhậu mà làm ngon nhất là món gì đây? Thì mình sẽ ngon nhất là nướng. Hoặc là nướng là ngon nhất. Hoặc là mình chiên để dùng ăn cơm cũng có thể dùng để nhậu luôn. Ngoài món nướng thì còn làm được món gì ta? Nướng ngoài không, chuột thì chỉ có ngoài nướng là và chiên thì chỉ có thìa giống như kho cá vậy đó. Kho cá. Một ký này là bao nhiêu con thầy? Một ký cơ bản này là 2, 4, 6, 8 con. Loại này là loại vừa hay là đây? Vừa. Hay... Còn có những loại to to cái khoảng cỡ này. To khoảng gần gấp đôi con này. Đây con này là trung bình nè, có con to cỡ này, kích thước khoảng bao nhiêu đây? Đó là đây đa phần miền Tây là chuột đồng nè, rất là thích. Đây là sơ chế, đây là món vừa làm lông đồ thôi. Lấy cái của nó đã. Ướp ngon luôn á. Ba đây. Ba cái bên kia. Cái này lấy rửa sơ đã, tại nó dính báo. Ba thịt nhiều vậy, thịt chuột đồng ấy à? Ừ, chuột đồng ấy. Con này con nhỏ vừa. Không là nhỏ này. Là ngựa mua thịt, mua chuột mà ở miền Tây là từ tháng mấy đến tháng mấy đây? Không có tháng, nó thêm mùa lúa mà. Mùa lúa mình hiện tại của người nông mình là như là không có lông báo mà theo mùa vụ lúa thì mùa vụ mỗi mùa vụ lúa quanh năm lúa mình về của người nông dân mình giờ là quanh năm đều có lúa mà khi lúa vừa chín là sẽ có khi mà gần gặt lúa thì mình sẽ ra đồng mình gặt lúa mình phải bắt được chuột để rất là nhiều. Chuột này khi họ mua là họ mua chuột lông à? Đó, khi mua là chuột vẫn còn sống, vẫn còn chạy nhảy bình thường. Lúc đấy nhìn người ta nhìn chuột là người ta biết được chuột đồng chuột cống ngay đúng không? Đúng. Thì người ta sẽ khi mà nhìn chuột còn sống người ta sẽ biết được là đó là chuột đồng hay là chuột cống thành thị như chuột chù đó nó rất là khác. Đặc biệt là cái lớp. Ma hết tỏi ơi, ít tỏi lắm. Cái này chắc phải cần nhiều tỏi thôi. Thì tùy theo mình ăn thôi, mình ăn nhiều thì mình sẽ lấy bỏ đâu đây bỏ tạm không đấy, bỏ đi ăn xong rồi bỏ lại trong tay lúc đó cái đấy là hợp lý nhất rồi đó. Anh lần tôi biết thịt chuột nè ăn như thịt gà mà ngon hơn. Nhìn nó béo rồi nha. Văn Bình ơi, con này là
Tuổi đời chấm đơn côi. Chuột này chính xác thầy là thầy mua ở cái vùng nào thầy? Thì Thủ Thừa, Long An. Long An. Dạ, nó trải dài từ Thủ Thừa, Long An lên tới Tháp 10, Đồng Tháp. Thì những cái khu vực đó là khu vực người ta trồng lúa rất là nhiều, đặc biệt là ở khu vực gần Tháp 10. À, cái đó là một đoạn đường hai mươi mấy, gần 40 cây số người ta trồng lúa hai bên đường. Đó là nơi đó đặc biệt rất là nhiều chuột đồng. Tại vì chuột này đặc biệt nó chỉ ăn lúa thôi, lúa và thóc. Đây là người ta đã cắt tay, đầu, tay chân và đuôi, người ta đã lột da. Người ta chỉ để lại cái mình thôi không? Người ta, những cái nội tạng người ta lấy hết, chỉ chừa lại đây tim, tim gan phèo. À, tim gan. Tim gan. Còn là một phần khác là nó không có chút. Đây là thịt chuột sau khi rửa sạch này, đúng không? Thì nó ngon này, thì nó ngon luôn này. Đấy. Rồi, ngon luôn đâu. Những con béo múc luôn, múc ruột luôn. Đây là cái gia vị thì mình dùng để ướp những cái gì đó, tỏi nè. Có hai cách, một là mình sẽ đâm ra, hai là mình sẽ sắc ra. Đây là mình sẽ dùng cách đâm ra cho nó nhuyễn tỏi. Ớt cay đúng không? Ớt cay. Tùy theo mình muốn ăn cay thì mình sẽ bỏ nhiều ớt, còn ăn ít thì mình sẽ bỏ vừa thôi. Mà thường thì ớt, tỏi mình sẽ bỏ vừa số lượng để cho nó đều, nó mặn mà, đậm đà. Cho một tí hành tím. Thường là những cái gia vị này thì mình nghĩ tốt nhất là mình nên thái nó nhỏ bầm, thái nhỏ bầm ra nó sẽ thấm đều hơn. Thì cái hương vị của nó, nhưng mà mình nghĩ là cái phần thái ra thì nó sẽ ướp được đều hơn cái chuột. Thêm một tí tỏi. Ớt, hành tím. Tỏi, hành tím. Ở đây mình sẽ qua phần ướp. Đây mình bỏ vào khay để ướp cho nó đều. Đây. Mình sẽ cho vào đó một ít bột ngọt, bột ngọt quá. Một ít bột ngọt. Một chút muối. Một chút muối. Muối, đây là muối. Đúng rồi.
ếch tiêu. Tại vì khi mà ăn thì gia vị có tiêu nó sẽ cái mùi rất là thơm và ngon. Tiêu ếch thơm. Rồi sau đó mình sẽ cho các bình nại ớt, tỏi, hành tím mà mình vừa giã vào. Rồi mình sẽ cho một ít nước mắm. Mùi nước mắm sẽ làm khi mình chiên nó sẽ làm nổi cái vị nó lên. Rồi mình sẽ ướp đều. Rồi sau khi mình ướp mình sẽ để 15 phút để cho khoảng trong vòng 5 phút để cho nó thấm gia vị rồi mình mới bắt đầu chiên. Dầu vào. Khi chảo dầu nóng mình sẽ cho chuột vào. Nếu mà bạn nướng thì ngon hơn kia là sao? Nướng ngon hơn kia tại vì do mình không có đầy đủ đồ nghề để nướng nên mình sẽ chuyển sang công thức mình có chiên. Chiên thì nó sẽ có cái độ giòn là nướng. Thank you.
chưa đâu. Màu vàng như thịt gà. Như thế nào thì mình biết là chuột chín rồi này. Đây, đây đã có phần trên là đây nó đạt cái độ vàng vừa tới, nó trang được, đẹp chín độ vàng chín vàng vừa tới, có độ giòn giòn khi mình chiên là đã chín. Đây, như con này là mình đã chín rất ra.
Còn đây là thịt chuột khi mà đã chiên chín các bạn nhé. Đấy, hoàn toàn là một màu vàng. Thì con Vũ bây giờ nó mới dám được cái đó. Vũ bự kêu điên men mình sao ít tiêu quá mày. Đây là món thịt chuột sau khi đã được chiên xong nhé, à khìa xong. Ở miền Tây người ta gọi là khìa, không gọi là chiên. Ủa, gọi phổ thông đi ông ơi, tiếng phổ thông đi. Tay à, xé là đấy, miếng thịt này. Chấm này. Ơi, thử rồi. Mở bia anh. Không. Làm nóng anh. Tao. Má cả anh chuột làm gì vậy, con chuột quá. Đấy, đây là thịt chuột này, thịt chuột đồng luôn. Tao đang ăn thử miếng bánh tét. Đức nó không biết. Để chưa ăn hả? Chưa ăn được vậy. Làm lo cái gì? Ôi, em lạnh rồi. Nó quá. Cái này cái gì anh Minh không thì uống.